Hello, xin chào mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trong kênh Cẩm Nang Saffron của mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người pha một loại thức uống mà nó vừa ngon vừa giúp cho chúng ta ngủ ngon, thanh lọc cơ thể, tăng sức đề kháng. Không những thế, nó còn giúp chống lão hóa, ngăn ngừa oxy hóa và giúp cho chúng ta có một làn da khỏe đẹp nữa. Hãy cùng xem hết video này của mình nhé. Đây là hũ saffron mình đã ngâm cùng với mật ong. Lọ này là lọ 3g nha cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu pha nước saffron với hạt chia. Khi mà mình ngâm saffron với mật ong thì saffron nó sẽ nhẹ hơn, nên là nó sẽ nổi trên bề mặt. Vì vậy các bạn cần phải khuấy cho thật đều rồi mới múc saffron ngâm với mật ong ra nha. Chứ nếu không các bạn chỉ múc bên trên thì nó sẽ lẫn rất nhiều sợi saffron luôn. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cho 2 muỗng hạt chia vào. Các bạn nhớ là phải pha bằng nước ấm để hạt chia nở nhanh hơn nha. Còn nếu mà các bạn chỉ pha bằng nước lạnh thì nên bỏ hạt chia ra ngâm trước, để hạt chia nở ra rồi mình mới pha với saffron mật ong nha. Như thế này là chúng ta đã có một bình nhụy hoa ngày Tây sang xịn mịn để bắt đầu một ngày mới tuyệt vời rồi. Saffron có chứa hoạt chất glycine, safranol cùng các vitamin A, C, vitamin nhóm B, đem lại nhiều lợi ích, giúp cải thiện giấc ngủ, cho giấc ngủ sâu và ngon hơn, giúp tăng cường hệ tiêu hóa, ngăn ngừa rối loạn tiêu hóa, vừa hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Các thành phần trong saffron hoạt động như một chất thanh lọc, giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Các hoạt chất và hàm lượng cao vitamin trong saffron cũng giúp cải thiện sức khỏe làn da, cho da căng bóng, giảm thâm nám, giảm mụn. Ngoài ra, hạt chia còn có chứa hàm lượng axit béo omega 3 khá cao, giúp bảo vệ và chống lại các bệnh tim mạch và đột quỵ. Bên cạnh đó, hạt chia còn chứa một hàm lượng lớn chất chống oxy hóa, magie, kẽm, sắt, canxi và các chất xơ quan trọng cho cơ thể. Hạt chia là thực phẩm hỗ trợ giảm cân, thải độc, thanh nhiệt cho cơ thể cực tốt. Không những vậy, còn bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ tiểu đường. Kết hợp hạt chia với saffron là công thức đồ uống detox hiệu quả, giúp giải độc tố, thanh nhiệt cho mùa hè với nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Bạn có thể uống saffron pha thêm hạt chia vào mọi thời điểm trong ngày. Tuy nhiên, loại nước uống này sẽ mang đến hiệu quả tốt nhất khi sử dụng vào buổi sáng. Một ly saffron hạt chia thơm mát, bổ dưỡng sẽ giúp bạn bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng hơn. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì về saffron thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để mình giải đáp cho các bạn nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ những video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.